nội bộ Juventus rối loạn. Phong thái đồ đội bóng thành Turin chia rẽ sau trận thua sốc 0-2 trước Maccabi Haifa ở loạt trận thứ tư bảng H Champions League rạng sáng ngày 12 tháng 10 giờ Hà Nội. Truyền thông Italy tiết lộ huấn luyện viên Massimiliano Allegri không còn nhận được sự tín nhiệm của tất cả cầu thủ Juventus. La Repubblica cho hai nhóm cầu thủ ủng hộ Allegri chỉ bao gồm vài trụ cột lâu năm như Mattia Zesiglio, Joan Cuadrado và Guccicini. Cây chống chiến lược gia người Italy do các cầu thủ trẻ hơn như Manuel Locatelli và Weston McKennie lãnh đạo. Moskin cũng bất mãn với huấn luyện viên trưởng đội bóng. Tài năng trẻ sinh năm 2000 được chính Allegri phát hiện và trao cơ hội vài năm trước, nhưng mối quan hệ giữa cả hai xấu đi ở mùa giải năm nay. Trong con mắt những cầu thủ trẻ như Keane hay McKennie, Allegri là mẫu huấn luyện viên bảo thủ và không tin tưởng vào họ. Các trụ cột khác của Juventus như Primer, Filip Kostic, Dusan Vlahovic được cho là đã không còn ủng hộ Allegri như trước. Chiến thuật của chiến lược gia người Italy bị nghi ngờ sau những thất bại nặng nề thời gian qua. Bộ ba tân binh Paul Pogba, Leandro Paredes và Angel Di Maria cũng bị hoài nghi về sự cam kết với đội bóng. Allegri được cho là đã không hài lòng khi ba bản hợp đồng kể trên thi đấu và tập luyện theo kiểu giữ sức để chờ World Cup. Không loại trừ khả năng cả Pogba, Di Maria và Paredes sẽ bị huấn luyện viên này trừng phạt trong thời gian tới. Ban lãnh đạo Juventus vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên trưởng sau trận thua sốc trước Maccabi Haifa. Tuy nhiên, áp lực cho huấn luyện viên Allegri ngày một lớn. Truyền thông Italy tiết lộ Juventus chưa muốn sa thải Allegri vì nguyên nhân tài chính. Chiến lược gia người Italy còn 4 năm hợp đồng với Juventus và nếu sa thải huấn luyện viên này, bà đầm già phải tốn hàng chục triệu euro tiền đền bù hợp đồng. Nếu Juventus không chơi khởi sắc thời gian tới, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thất bại trước đại diện Israel khiến Juventus đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi Champions League mùa này. Đội bóng thành Turin mới có 3 điểm sau 4 trận và đang xếp thứ 3 ở bảng H. Họ kém hai đội dẫn đầu Benfica và PSG 5 điểm. Bàn đầm già buộc phải thắng Benfica và PSG ở hai loạt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.